drop it. Đây các bác nhìn barbecue đấy. Đây là ở hồ Siga đấy. Đi qua ở Siga nhé. Đây là nhiều con cá rô phi vậy. Đây, đây gọi là nhiều con cá rô phi. Đây thanh niên này câu được ốc đây. Con ốc là câu rất khó mà thanh niên câu được ốc này. Đấy. Đây nhìn đi. Đó, các bác nhìn này cá này. Bây giờ câu lua em chuyển sang câu cổ truyền. Mang cả bác tiêu ra vùng. Thì nữa là câu. Đấy, bãi đậu xe rất đông nhé. Này áo gia đình này, áo đôi này, ghê gớm không? May quá nhà mình cũng mặc áo đen đen màu gì. Em là Phạm Nhật Ánh Dương, năm nay em 6 tuổi. Lấy cái kìm. Đây đây gọi là cụ rùa. Để thay nhiên cá này chết này. Rõ được mà. Lấy cái các bạn này thì thành công cá là cụ rùa mù. Có kìm không anh? Mày đi ăn mồi với tao làm gì? Nó ăn cả cái móc nào nữa này. Nó ăn cả lưỡi nào nữa này. Vô luôn. Đấy cá kìa. Đấy. Mất rồi, anh Linh là mất rồi. Trời ơi. Trời ơi, con này mà nhập. Do trước ai câu được cắt trước nó cắt trước rồi đấy. Nâu lắm rồi nhỉ, mà nó vẫn tính như nào. Tháo ra thì nó ây sống được. Rất gì? Rất nhanh luôn. Gãy gãy một con lưỡi ở kia. Để con đứt tay. Anh nghe ta cứu mày ấy. Thò đầu ra là cứu được. Lắm. Con chơi của nó cắn tay. Ôi thôi chú thả đi. Đây. Trai xinh gái đẹp đây. Vào ăn à? Đây. Bị hết rồi. Quả đầu quá chưa? Quả cứng nhá chưa? Đây nhìn quả mồm này. Thanh niên này hôm nay là sinh nhật thanh niên đây đây, có quả kính đẹp quả mồm này. Đấy. Đi vợ. Một tôm cháy, tôm cháy, lật tôm, lật tôm. Đây.